Hello, xin chào các bác. Vâng, thì ngày hôm nay em có một cái sản phẩm mà em cảm thấy khá là có ích cho các bác làm YouTube. À, các bác nhá, đó là một cái giá 360. Cái này nó là cái giá thông minh, nó tự động xoay theo mà cái chuyển động của mình ấy. Thì em thấy nó khá là lạ, không biết là nó thông minh của gì mà giá nó hơn 300. Thế nên em mua về xem thử xem là liệu nó có đúng như là quảng cáo hay không. Này các bác nhìn này. Đây, ngay trên Shopee này, cái này em mua ở trên Shopee nước ngoài nhá. Đó. Thì em mua có đâu 321.000 là cái sản phẩm màu đen này này. Đây, đó, em chọn cái sản phẩm màu đen nhá. Là 321.000 đây. Miễn phí vận chuyển luôn. Có nghĩa là mua ở Shopee thì nếu mà đơn vị vận chuyển mà mua ở sàn ở Trung Quốc thì đa phần là chúng ta sẽ được miễn phí vận chuyển. Đó, hoặc là vận chuyển chỉ mất 17.000 thôi. Rẻ hơn cả vận chuyển tại Việt Nam. Đó, mua trên Shopee là ủng hộ Trung Quốc tương đối nhiều. Đây nhá. Thì ở trên cái sản phẩm này ấy, thì nhà bán hàng người ta mô tả bằng tiếng Anh. Đây. À, nó hỗ trợ được iOS 10 cũng như Android 8.1 trở lên này. Đó. Đây nha, nó gồm 3 cell pin. Đây, các bạn nhìn thấy nha, nó quảng cáo nói chung là rất là đầy đủ ở đây mà giá rất là rẻ. Đây này. Đấy, cái sản phẩm như này này. Đó, khi mà chúng ta để điện thoại vào, chúng ta có thể là dùng để quay phim giống như em đang quay này. Đó, thì có thể như góc này, hoặc là ngửa lên, hoặc là để thẳng đứng và nó sẽ tự động xoay theo cái chuyển động của mình. Đó, đây này. Các bạn nhìn này, nó nhận dạng người và chuyển động theo này. À, mà không hiểu là nó kết nối điện thoại và chuyển động như thế nào. Đó, thì hôm nay em thấy tò mò quá mà giá rẻ em mua về. Đấy nha. Ok, thì bây giờ em đã nhận được hàng sau khi đặt hàng ở đây này. Giá mua ở Trung Quốc nó nhanh lắm. Đây nha. Để xem nào. Đấy nha. Đây em mua đấy nha. Thì sau đặt hàng ngày mùng 7 tháng 3. Ngày mùng 7 tháng 3 này thì hôm nay là 14 tháng 3 em nhận được, nghĩa là một tuần là đã nhận được hàng rồi. Rất là nhanh. Đó, mày nhìn nha. Đó, và bây giờ em nhận được gói hàng như thế này. Đây thì bên Trung Quốc người ta vẫn dùng cái gói quen thuộc như này, và khi về vận chuyển đến Việt Nam ấy thì đơn vị vận chuyển tại Việt Nam tiếp nhận nó là đơn vị GNT này. Đây là đơn vị GNT nhá. Đó, thì cái gói hàng nó còn nguyên bản như này. Đây thì em mua tất cả là hết 321.000 đây, không mất tiền vận chuyển này. Đây gậy chụp ảnh selfie xoay 360 tiện dụng. Đó, màu black, mua màu đen nó đẹp. Thế nha, thì bây giờ em sẽ mở thử xem nó như này. Đây. Đấy nhá. Đó, cái này là sản phẩm mới nguyên hộp luôn. Là một sản phẩm mới nguyên hộp. À, các bạn nhìn này. Đây, của hãng iPad Genie. Đó, robot cameraman này. Đó, nghe thấy thông minh rồi, hơn 300.000. Xoay 360. Có nghĩa là cái sản phẩm này là sản phẩm AI, sản phẩm thông minh. Đây, nó sẽ xoay 360 độ được này. Và định vị đối tượng này. Định vị người dùng này. Đó, và chụp ảnh thông minh. Các bạn nhìn nha. Ở trên này nó sẽ có cái thông tin của sản phẩm này với tên và model nó là gì này, trọng lượng này. Đó, và kích thước đầy đủ ở đây, sử dụng pin như nào. À, cái này là sử dụng 3 pin AA. Sử dụng 3 pin AA. Đó, chứ không phải là nó có tích hợp pin sẵn, mà sử dụng 3 pin AA nhé. Đó, nhiệt độ hoạt động là không biết là cái gì, cái này thì em không hiểu nó rồi. Đấy, hỗ trợ Android 10 trở lên và iOS 10 trở lên và Android 8.1 trở lên. Android thấp hơn chưa hỗ trợ được. Đây, dùng để quay vlog này. Đó. Ok. Bây giờ em sẽ mở hộp nha. Đây là sản phẩm nguyên siêu này. À, sản phẩm nguyên siêu này. Rất xịn luôn, mà hơn 300 bạc. Đó. Đây, mở cửa nguyên siêu ra nha. Hay quá. Cái này thì em mua về em làm. Em hay làm YouTube cho các bác xem, mà em có mấy kênh YouTube ấy. Em mua về em làm. Bởi vì em thấy nó rẻ quá mà nó khá là thú vị, em mua thử về mà không biết là sử dụng như thế nào, có cần phải cài cái phần mềm gì hay không. Đây. Đây, khá là cao này, đơn giản này thôi. Đó, bên trong chỉ có một cuốn sách rất sử dụng thôi. Đây, có một cuốn sách rất sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, à có tiếng Hàn Quốc này, tiếng Nhật Bản này, tiếng Anh này, tiếng Đức này. Ồ, nó lại không có tiếng Trung Quốc luôn. À, chúng ta phải cài một cái phần mềm, chúng ta phải cài một cái phần mềm ở trên này, sau đó chúng ta kết nối. Đấy là cái sản phẩm đây, cái là to, cái là này, đó, lắp pin vào đâu? À đây, lắp pin ở đây. Thế rồi bây giờ em lại không chuẩn bị cục pin nào, để thì em ra em mua cục pin lắp thử xem thế nào nhá. Đó, đơn giản hơn, chúng ta sẽ lắp pin đây.
chúng ta có thể kết nối cái này, có thể là lắp vào cái giá cao của cái này. Nghĩa là chúng ta có một cái giá qua phim chụp ảnh cũng sẽ hỗ trợ được cái sản phẩm này khi lắp vào đây. À, cái này mình dùng để cho điện thoại đây. À. À, cái này chúng ta chỉ có thể quay phim thẳng đứng thôi sao. À này, có xoay dòng này. À này, có làm dọc được. Đã làm phép. À. Đấy. À. Hơi thấp. Nó để như này thì hơi thấp này. Đó. Ok, bây giờ em thử mua pin và lắp thử chạy thử nào nhé. Khá là thú vị. Đó, thích phết. Rồi rất là chắc chắn nhé, bởi vì là nó có một cái đỡ ở thế này. Rất là to này, rất là chắc chắn này. Đây cái điện thoại này của em là điện thoại Note 10, rất là to và nặng nhé. Nhưng mà khi mà chúng ta có thể di chuyển thoải mái mà nó sẽ không thay đổi được. Đó, cái này nó có một cái di chuyển này, có thể chống rung được cái này. Rồi thì bây giờ em sẽ thử đi mua 3 cục pin và em chạy thử xem là nó như thế nào nhá. Đó, nó là hay đúng không? Em vừa đi mua một cục, một 4 cục pin cao thỏ này. Có 8.000 thôi. Đó. Lại mở ra xem nào. Đây là dùng 3 cục, vậy là thừa ra 1 cục để dùng sau. Này đỏ nhá. Tất nhiên là cái này nó sẽ sử dụng Bluetooth. QM iPad đúng không nhỉ? Ngoài iPad, QM iPad. Sao lại có 2 cái nhỉ? Rất là tạo cái phần này vào đó. Bây giờ là trên này nó có một cái hướng dẫn ấy. Là nó sẽ, chúng ta sẽ phải đao cái phần này về. Đó thì các bác quét cái barcode là thôi, không đơn giản lắm. Đó là phần mềm A, nó có phần mềm tên của ấy luôn. Cho lên Google vào đây tìm iPad Mini là có luôn. Còn nặng phết, 111 MB này. Đó, không nhẹ một chút nào đâu, rất là nặng. 111 MB. Thế này, cái này là Bluetooth vẫn đang nháy này nha. Hình như là khi kết nối vào được ấy, thì nó sẽ không nháy nữa được ạ. Ta cần ứng dụng. Ok, không chờ ứng dụng nhé. Đấy nha, đã xong rồi nhá. Đó, mở cái này các bạn này. Ấn Enter đi. Đồng ý, nó bằng tiếng Anh, tất nhiên là không tiếng Việt. Cho phép hết nha. À, nó đang kết nối Bluetooth đây. Chờ ứng dụng vẫn nháy là sao? Đây, nó thể hiện là màu xanh mới được kích hoạt này. Nó thể hiện là màu xanh thì mới được kích hoạt.
ok nhé. Thực ra là kết nối cái này đơn giản thôi. Nếu như mà các bác vào chỗ này này, vào đây nha, và Bluetooth vào kết nối như em vừa rồi này, ấn vào kết nối thì nó không bao giờ nó nhận. Thế này có hiểu không biết thế nào, cũng em quên đi, em quên đi, và vào luôn app nha, vào luôn app này, vào luôn phát là nó sang màu xanh và nó trở lên trên này luôn, nó có nghĩa là nó tự động nhận dạng thiết bị. Đó, rất là dễ như vậy thôi. Bây giờ em sẽ mở camera lên nha. Đây là cái này đó. Khi mà chúng ta ấn vào cái phần like thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều thiết bị. Nha, ví dụ TikTok, Instagram này đó là sẽ nhận như này. Thì em sẽ vào chỗ camera trước, bởi vì nó sẽ hai chế độ. Là một, chúng ta sẽ làm live stream luôn. Hai là chúng ta sẽ ấn vào camera luôn, thì cái này nó thiết bị hỗ trợ live stream nhận dạng khuôn mặt rất là dễ. Đấy nha, em sẽ thử nha. Hôm nay là có người mẫu rồi. Kênh của đây để nó nhận dạng này. Đó, nó sẽ tự động nhận này. Đó, nó hiểu không? Đó, tự động nhận dạng là người. Em đứng yên đi, em đứng yên để cho nó định vị em đã. Em đứng yên đi. Đứng gần đây này. Đứng gần cái mặt đây này. Hình như là đeo khẩu trang nó khó hơn sao. Em này em xấu hổ, em không dám bỏ khẩu trang ra. Đó. Nó vẫn đang đi tìm. Có nghĩa là thiết bị nó vẫn đang quay để đi tìm người. Lại đeo khẩu trang vào. Ok nhá. Thì thực sự là Khang không biết là do em không biết dùng hay là như nào ấy. Thì em có định vị của em thì nó có nhận và đến 1, 2, 3, sau đó nó cũng quay vòng vòng thôi. Nói chung là rất rối rắm luôn. Nó cứ quay đi qua lại thôi. Nói chung là cái sản phẩm này thực sự là em thấy đúng là rẻ tiền. Dù chán lắm, không có thứ gì thú vị cả. Có nghĩa là nó nhận được mặt rồi nhá. Hoặc là nó có thể nó cứ tìm mãi cái mặt thôi, nó nhận được mặt rồi này. Hoặc là khi mà live stream ấy, nó nhận được mặt rồi ấy, thì nó sẽ định vị nhưng mà nó quay theo cái kiểu như nào này, nó không đuổi kịp mình ấy, nó không đuổi kịp mình, có nghĩa là thằng Quy em nó chạy lên đi chậm chậm thì nó sẽ đuổi kịp, nhưng mà nó hay chạy quá, hoặc Quy em đi nhanh ấy thì đuổi không kịp, nó đuổi không kịp nó sẽ tìm một đối tượng khác. Thì cái sản phẩm này thực sự là nó không được như quảng cáo đâu. Như quảng cáo thì có nghĩa là mình đi ấy, thì nó sẽ đi theo mình được luôn, nó đi theo rất là thông minh, nhưng mà em thấy nó không thông minh một cái nào cả. Thế nên là các bác nào mua sản phẩm này thì em khuyên nhá, thôi đừng có phí tiền, là có gì để cho mất công này. Em thấy thích thật đấy, nhưng mà cuối cùng em thấy phí tiền quá. 321.000, nhưng mà thực sự nó không được như quảng cáo đâu, nó là một con robot không hề thông minh một thế nào cả. Công nhận là nó cũng định vị, nó nhận diện ra khuôn mặt, sau đó là cũng đi theo một cách như nào nhỉ, dụ như là mình đang di chuyển này, chậm nó đi theo qua, nhiều khi nó chạy quá mất. Sau đó không thấy bạn mình đâu, nó lại tìm. Sau đó nếu mà mình đi nhanh là nó thua luôn. Cái sản phẩm này nó chỉ là như thế thôi. Nói nhá. Thì nói thật là em mua sản phẩm này xong thì bây giờ chắc chỉ để quay phim như này thôi. Bác nào có hứng thú thì có comment với em tích cực em tặng luôn nha. Ok, chào mọi người các bác.